Rồi đây nè, đây nè, quay phim nè. Where is our camera, honey? Inside a small suitcase? No, inside the laptop. Right. Inside the laptop. Cool. Rồi. Coi chừng gửi cái này để bỏ vô laptop là quá căng nhất, đúng rồi. Bỏ laptop đi. Vậy hai đem thêm 12 không mất đâu hai. Hai bỏ ở chỗ cái chỗ mà gì cũng được đó. Còn sao hay xách cái vỏ riêng cho mình cũng được. Đừng có khóc. Sao giờ con? Lấy vỏ. Nè mẹ quay phim đi. Rồi nè. Nè nè. Quá gì con. Được rồi. Đói. Rồi everyone kiss Uncle Anh thầy đi. We can go. Nhớ bao nhiêu cái vỏ nha. Em nghĩ mấy chụp hình á, hai quấn vô trong cái tả giấy xong hai bỏ vô trong mấy laptop á thì đâu bị mất đâu. Dạ. Hả?